Xin chào các bạn. Dạo này thì mấy hôm nay hôm nào cũng mưa suốt cả tháng trời rồi. Lạng Sơn mình năm nay thời tiết nó khác mỗi năm quá. Hôm nào nó cũng có những cái trận mưa rào cho nên là anh em mình ít đi tìm lan kiếm hơn với so với năm ngoái. Năm ngoái thì mình đi thường xuyên vào cái dạo mùa hè, còn năm nay thì gián đoạn với những cái trận mưa cho nên nhỡ rất là nhiều những đợt nở hoa. Thì hôm nay cũng tự hưởng nắng một tí, hôm nay anh em mình không lên trên núi nữa. Hôm nay thì mình có mấy cái đơn hàng, anh em sưu tầm mấy cái cây kiểng lá. Hôm nay mình lên trên một cái ngọn đồi, đây có những cái khe nước rất là mát mẻ. Trên này thì nó là cái vùng sinh sống của một cái loài thực vật rất là tuyệt vời. Còn hôm nay thì mình lên đây thì cũng vừa đi vừa tìm kiếm những cái loài địa lan nữa. Thì mình sẽ chia sẻ một cái hành trình đi lên trên cái khu vực này cho các bạn xem những cái trải nghiệm mà đôi khi cũng có rất là nhiều những cái điều thú vị trên những cái ngọn đồi các bạn ạ. Cái mùa này khi mà đi lên trên rừng ấy, kể cả trên núi cao hay là trên đồi thì nó cũng vậy. Nó rất là nhiều muỗi các bạn ạ. Những con muỗi nó vo ve đầy cả ngoài, phía bên ngoài xung quanh mình này. Con muỗi với lại một cái con nó cũng là hút máu, cái con nó hay hút máu con trâu các bạn. Con đấy thì nó to hơn nhiều mà nó cứ bâu quanh người này rất là khó chịu luôn. Mình đi một quãng khá là xa từ bên ngoài kia, theo đi hết cái đầu nguồn khe suối rồi đi vào ở trong rừng, và bây giờ mình đi xuống một cái khe đồi ẩm nên nó rất là ẩm thấp. Thì mình đã gặp được cái cây này. Cái cây này nó thuộc họ thu hải đường, mình cứ hay gọi tệ theo tên khoa học của nó là Begonia. Thì cái cây này nó hoa nó cũng đẹp, hoa nó có màu hồng nhưng mà không phải cái mùa này. Đấy, nhưng mà cơ bản là đẹp hơn cả nó là màu sắc của những cái lá nó này các bạn này. Cái lá của nó thì có rất là nhiều những cái dạng vân sặc sỡ như thế này. Đây là một cái lá còn non và một cái lá già như thế này. Nó có chia ra những cái khoảng màu, nhìn rất là hấp dẫn, rất là độc đáo luôn. Và khi nở hoa thì nó có những cái bông hoa màu hồng, mặt dưới lá nó như thế này này các bạn. Một cái loài cây chơi kiểng lá rất là đẹp luôn, để trong những cái chậu để sân vườn ẩm mát thì nó quá là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên là cái điều kiện để trồng được cái cây này thì nó phải thật sự là ẩm và mát các bạn nhé. Nó không thể chơi như những cái loài phong lan treo lên những cái khu vực cao thoáng được, mà nó phải những cái địa hình thật là ẩm mát, thấp càng tốt. Ở dưới những cái khu vực khu vườn thấp mà có các bạn có xây tường bao hẳn hoi ấy, thì thường là nó kín gió và nó sẽ rất là ẩm, thì mọi người mới trồng được cái cây này. Thì hôm nay thì cũng có mấy anh chị sưu tầm cho nên là tạnh mưa một tí là mình đi lên trên rừng rồi. Tìm mãi thì cũng gặp được một vài cây ở đây. Cái này thì nó sẽ phân bố theo địa hình nhưng mà nó không phải tập trung rất là nhiều, mà nó sẽ lác đác như các bạn đang thấy ở đây. Thì chỉ có 3 cây thôi, chỉ có 3 cây ở khu vực này này các bạn đấy. Còn xung quanh thế này thì lại không có nữa, nhưng mà có thể mình đi một quãng nữa xuống dưới những cái khe đồi này thì lại có thể gặp được các bạn nhé. Đi dọc theo cái khe đồi xuống một quãng khá là xa, ở đây mình lại gặp thêm một chỗ có cái cây này nữa các bạn ạ. Cái cây này thì nó mọc cùng với một cái dạng môi trường với cái dòng địa lan mặc xuân ấy các bạn. Địa lan mặc xuân nó cũng mọc ở những cái cánh rừng như thế này này, cánh rừng vầu, cánh rừng cây vầu, và dưới cái tán rừng này thì nó rất là mát mẻ với một cái độ cao cần thiết ở trên sườn đồi. Thì những cái cây địa lan mặc xuân nó phát triển rất là tốt và cái cây này nó cũng vậy. Tuy nhiên là cây này thì nó chịu ẩm hơn là cái cây địa lan mặc xuân các bạn nhé. Cơ bản là cái cách sống của nó thì như nhau, cùng với một cái môi trường như vậy, cả thân nó đều mọc bò ở trên mặt đất như thế này này các bạn này. Đây là cái thân của nó này các bạn này. Nó bò ở trên đất và cho lên những cái lá với cái màu sắc rất là bắt mắt, như những đóa hoa nở trên mặt đất luôn. Đây này các bạn này, dưới những cái tán cây dương xỉ, những cái lá của nó rất là vừa vặn, một cái cảm giác tuyệt vời luôn. Chỉ có rừng núi mới có thể tạo ra những cái tuyệt phẩm như thế này thôi. Bình thường thì những cái cây mặc xuân nó cũng sống ở đây này, nó cũng sống cùng với môi trường như thế này, nhưng mà mặc xuân thì nó được cái hương hoa
dịu dàng vào dịp Tết âm lịch. Còn cái cây này thì nó được cái màu sắc của những chiếc lá lúc nào cũng rực rỡ quanh năm luôn các bạn ạ. Những cái dòng cây này thì mình đã chia sẻ cho cộng đồng người chơi từ lâu rồi, từ cách đây khoảng 4 năm trước rồi các bạn ạ. Từ 4 năm trước thì mình đã chia sẻ cho anh em chơi cái dòng kiểng lá này cũng khá nhiều, nhiều nhất là các anh chị ở trong miền Nam. Trong miền Nam mọi người chơi rất là đa dạng, chơi lan rồi là chơi kiểng lá, chơi cây thủy sinh, cây bể bán cạn các thứ này nhiều lắm. Thì mình đã chia sẻ cho mọi người chơi từ lâu rồi, nó là một cái loài cây rất là đẹp và rất là dễ chơi. Mọi người trồng được mặc xuân thì cũng sẽ trồng được cái cây này. Cây này nó còn dễ hơn mặc xuân tại vì nó không đòi hỏi vùng miền gì cả, nó chỉ cần đòi hỏi cái điều khí hậu mát mẻ thôi. Mọi người hoàn toàn có thể tạo ra những cái môi trường như vậy, cái môi trường kiểu như là bán thủy sinh các bạn. Nếu như mọi người ở khu vực mọi người nó khô quá, khí hậu bên ngoài nó khô quá thì mọi người chỉ tạo ra một cái tiểu địa hình để trồng cả cái cây này lẫn cái cây lan hài cũng vậy các bạn. Có một ít nước, ít cát ẩm cũng được. Thì để nó ở trên những cái khu vực chẳng hạn mọi người làm một cái gọi là một cái bể cạn đi, mọi người lấy ni lông về lót ở bên dưới rồi là để nước ở bên trong, để nước, để cát ở bên trong đó, rồi các bạn để những cái chậu cây kiểng này với lại cây lan hài để tạo ra những cái địa hình nó có cái độ mát mẻ cao thì nó sẽ sống được ở những cái môi trường mà có khí hậu như ở miền Trung, nắng gió rất là khô khan thì đều có thể chơi được cả. Tiểu khí hậu là do mình tạo ra thôi chứ còn không thể nào giống 100% ở trên rừng được. Không có bạn nào chơi mà có sẵn cái môi trường như ở trên rừng được, cho nên tất tần tật là mọi người phải tự tạo ra cho những cái cây mình trồng một cái môi trường nó phù hợp để nó phát triển thôi. Quá là đẹp các bạn. Mình đi dọc từ khe đồi nãy lại sang một khe đồi khác, lâu lâu lại gặp được một vài cây nó rải rác ở dưới cái tán rừng này. Mình muốn tìm kiếm thêm một vài những cái loài địa lan nữa nhưng mà có vẻ là hơi khó, đi mãi chả gặp cái cây nào. Chắc là địa hình ở đây thì phải xuống thấp hơn một tí ấy, tại vì mình đi hơi cao. Cái tầm mà chỉ có cái loài này thôi. Cái loài này thì nó là đặc điểm, nó là chỉ sống ở những cái đầu nguồn khe rãnh này các bạn này. Sống ở những cái rãnh suối ở đây thì nó cạn thôi, nhưng mà phải xuống đến dưới thấp đi thì nó mới có nước. Còn đầu nguồn này thì nó không có nước đâu. Cái cây này thì nó chỉ sống ở cái vị trí này thôi. Và nó có những cái màu sắc cực kỳ là đẹp luôn, nhất là những cái lá non. Nó liên tục lên những cái lá như thế này các bạn ạ. Một cái lá phát triển hoàn thiện như thế này thì nó lại nảy lên một cái lá non như thế này. Nói chung là gần như là không ngừng nghỉ, lúc nào nó phát triển. Còn cái lá già thì nó cứ già đi. Cái cây này thì nó được cái đặc điểm nữa, đó là cái lá như thế này này các bạn này. Khi mà cắt ra thì mình để ở những cái vị trí ẩm thấp, chẳng hạn như mình bỏ luôn ở đây thì đến lúc nó sẽ lên được những cái cây con. Cái cây con của nó sẽ lên hoặc là lên từ những cái cành này, đầu cành này, hoặc là lên từ những cái rìa lá này, theo những cái gân này, này. Nó sẽ lên ở một vài vị trí nào đó trên những cái gân này thì nó sẽ lên được những cây con như các bạn đang thấy này. Những cái cây này thì vốn là nó cũng không phải là từ hạt giống đâu mà là nó từ những cái lá già mà nó bị gãy. Trong cái quá trình phát triển thì nhiều lúc là con nọ con kia nó đi lại, nó dẫm vào thì nó gãy thì nó sẽ nảy lên những cái cây con như thế này này. Đấy, một cái khả năng nhân giống khá là đặc biệt của cái loài cây này đó là nhân giống từ lá các bạn nhé. Từ những cái lá cắt ra như thế này thì nó cũng có thể để ở những cái vị trí thật sự là mát thì nó sẽ phát triển những cái cây thế hệ sau, những cây nhỏ tí xíu như thế này thì cũng mất nhiều năm nữa thì nó mới phát triển thành một cây to. Thì khi mà mình đi rừng lấy thì mình cũng hay ngắt bỏ những cái lá già như thế này này các bạn, bỏ lại tại vì cái điều kiện ở trong rừng nó là phù hợp nhất để nó lên được cây con rồi. Còn ở đây thì ngay ở cái gốc cây này có một cái bông hoa. Cây này nó thuộc cái họ Asarum. Asarum là một cái cây hình như định danh theo Việt Nam mình thì gọi là cây tế tân các bạn. Cây tế tân, tên khoa học là Asarum.
thì cái cây này nó vốn là một cái cây chứa rất là nhiều những cái tinh dầu làm dược liệu các bạn nhé. Có những cây rất là đẹp luôn và đặc hữu luôn. Đặc hữu ở vùng Hữu Liên Bắc Sơn. Cái khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên liền sang bên huyện Bắc Sơn mình thì có cái loài Asarum rất là đặc biệt, độc đáo nhất, chỉ có phân bố ở vùng mình thôi. Việt Nam mình chỉ có ở vùng mình, còn bên thế giới thì có ở bên Trung Quốc nữa. Thì cái cây đó cách đây mấy năm mình phát hiện ra đấy các bạn. Mình phát hiện ra xong là còn có anh bạn ở bên Nhật sang họ lấy mẫu về trồng ấy. Là cây đấy là lúc đó chưa hề có ghi nhận là trên thế giới là có ở Việt Nam luôn, mà trong một cái lần tình cờ mình đi rừng là mình đã phát hiện ra cái vẻ đẹp quá tuyệt vời của nó. Những cái lá nó kiểu như là cái da con báo ấy các bạn. Thì mình có làm video rồi, đã giới thiệu cho các bạn đôi lần rồi, nhưng mà cây đó thì mình phát hiện ra thì mình cũng chỉ đăng lên Facebook với các thứ, rồi là về sau thì cũng có mấy cái ông anh làm bên nghiên cứu bên thực vật thực việc gì đấy về, rồi là lấy một đống mẫu về không biết là để làm cái gì, nhưng mà phơi khô hết các bạn ạ, mình chịu luôn. Từ đấy là mình cũng chả có quay lại cái vùng đấy và cũng chả có lấy cái mẫu kia về nữa. Nhiều anh chị em, những người chơi kiểng lá thích sưu tầm mua lắm, nhưng mà thôi, cái đó không còn liên quan gì nữa. Còn đây là một cái cây thu hải đường cũng rất là đặc hữu mà chỉ ở cái vùng Lạng Sơn mình thôi. Cái vùng Lạng Sơn mình có cái loài cây này với cái lá vân rất là đẹp luôn. Tuyệt vời luôn. Cách đây mấy năm thì nó còn là một cây mới, nhưng mà bây giờ thì nó có định danh hết rồi. Cái đấy thì mình không quan tâm. Mình chỉ biết là nó đẹp và mình lấy về chia sẻ cho cộng đồng người chơi thôi. Ở dưới tán rừng này thì lâu lâu lại thấy một cây mà kiểu như nó phát sáng ấy các bạn. Tại vì đi trong rừng nó tối om om ấy. Và lâu lâu lại thấy một cây mà với những cái màu sắc cũng rất là độc đáo như thế này. Ở đây còn có cây râu hùm nữa. Cây râu hùm hôm rồi mình cũng lấy về chia sẻ cho mấy anh chị em chơi. Cây râu hùm này. Một cái cây dược liệu. Một cái cây dược liệu mà cũng là một cái cây cảnh rất là đẹp. Đây là một cái bông hoa mà nó đã đậu thành hai cái quả như cái hai cái chuông này các bạn. Đây là cây râu hùm nhé. Nó vừa là một cái cây thanh lọc không khí rất là tốt. Cây này thì trồng được cả trong nhà lẫn ngoài trời. Và ưa thích cũng cây kiểu hiệu râm mát. Tuy nhiên là nó dễ chơi hơn khi mà có thể trồng bằng rất là nhiều những cái giá thể khác nhau. Và nó đều thích nghi được. Nó có một cái thân củ dự trữ nước rất là tốt. Anh em mình thì đi được hai cái khe đồi. Còn ngọn đồi không biết là vượt qua được mấy ngọn rồi. Thì cũng lấy được một số cái cây thu hải đường này. Thì có anh chị em nào muốn sưu tầm thì mọi người có thể nhắn tin vào Zalo cho mình. Mình hôm nay cũng gọi là cất công đi kiếm cái cây này. Thì lâu lâu mình mới có chuyến đi lấy thôi. Nhiều khi là anh em cứ hỏi thì cũng cứ phải hẹn để đến dịp mình mới đi lấy được, chứ không phải lúc nào cũng có sẵn. Còn muốn mua gộp nhiều cây thì nó là điều không thể nào. Tại vì trong cái quá trình đi rừng thì mình phát hiện rất là nhiều những cái loài cây, loài thực vật đẹp, lạ. Nhưng mà để mà lấy cùng một lần thì không bao giờ lấy được. Tại vì là mỗi một loài cây như này mình lại phát hiện nó ở một cái khu vực khác nhau, rất là xa xôi. Cho nên là không thể lấy cùng một lần để gửi cho các bạn được đâu. Một cái loài cây cực đẹp và cực kỳ dễ thương luôn. Cái cây này thì hôm nay mình đi rừng lấy thì mình cũng lấy một số về trồng. Thì nói hôm nay thì chỉ nói qua về cái môi trường sống của nó thôi. Còn mai đi mình sẽ trồng cái cây này. Và mình sẽ lên cái video để chia sẻ cái cách trồng cho nó hợp lý. Khi mà ở trên rừng mình nhổ về thì nó cũng như những cái cây lan ấy, thì nó cũng phải có những cái cách trồng hợp lý thì nó mới phát triển tốt được. Đấy, ngày hôm nay thì chia sẻ các bạn một chuyến đi lên trên đồi, một cái loài thực vật đẹp. Nếu mà thời tiết đẹp thì mai kia mình sẽ vẫn có những cái chuyến đi rừng và chia sẻ cho các bạn thêm những cái trải nghiệm của mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái chuyến hành trình này của mình. Bây giờ cũng chiều muộn rồi, mình xin được kết thúc video ở đây.
Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến đi sau nhé.